Nãy giờ hai vợ chồng mua được cái như đây nè này. Thịt bacon. Và con nó tươi nè. Gan heo nè. Nè gan heo nè. Ủa miếng gì có ba mấy đâu mà. Ăn cho nó bổ gan. Thịt ăn cơm sườn nè. Coi cái này nhìn bảo chứ thèm quá. Cái này thịt heo xay không Tâm? Thịt này thịt bò với heo luôn. Đây, đây, thịt, đây thịt heo nè. Đúng không? Tại vì em chilling. Mua xong người ta xách vậy này. Anh up lên. Xong bỏ bọc ha. Được cái nào chưa? Cái này được không? Miếng ở trên, miếng ở dưới. Mấy miếng nhỏ không các bạn? Mấy miếng nhỏ không thấy sao nó khô quá. Mấy miếng nhỏ thôi. Tưởng không? Tưởng coi mới còn gân khúc mà chưa đâu nha. Chưa đâu nha. Chưa đâu nha. Chưa đâu nha. Cái này gia vị nè. Gia vị này nó úp cánh gà là hết sảy luôn. Mua này nữa đem xuống tàu. Cái này úp nè, úp cánh gà nè. Cái này